Hello mọi người, welcome to Minh Nguyễn Design. Xin trân trọng giới thiệu với mọi người sản phẩm mới nhất của Minh Nguyễn Design nửa cuối năm 2023. Nani? Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Căn hộ được thiết kế theo phong cách modern luxury, sử dụng các vật liệu là gỗ, đá và kim loại. Ngoài ra, ở căn hộ này chúng tôi còn đưa vào các thiết bị và phụ kiện thông minh để tối ưu hóa công năng sử dụng cho gia chủ. Các phần cửa ra vào, hệ tủ bếp và tủ chức năng đều được thiết kế liền mạch ẩn đi để tạo cho tổng thể căn hộ hiện đại và gọn gàng hơn. Phần đảo bếp được thiết kế bằng một cái khối đá lớn và bay lơ lửng trở thành điểm nhấn cho không gian ngay lối vào. Phần đá thạch anh được Minh Nguyễn Design chọn và đặt hàng riêng cho chủ nhà để phù hợp với màu sắc của không gian nội thất. Các bạn có thể thấy ở đây là không gian nội thất chung được thiết kế là màu xám ghi và điểm nhấn là các phần màu xanh dương yêu thích của gia chủ. Thì ở đây team mình đã chọn một cái tấm đá với phần nền xanh dương pha lẫn màu xanh lá với các vân quyện gợn sóng tạo thành cái điểm nhấn cho khu vực đảo bếp. Thì để mà đặt hàng và chọn được một cái tấm đá đặc biệt cũng như phù hợp với màu sắc của gia chủ như này thì thực sự là không hề dễ dàng. Team mình Nguyễn Design sản xuất và lắp đặt các hệ tủ bếp với thiết bị thông minh nhấn mở điện tử giúp cho thao tác tại khu vực bếp của chị chủ nhà rất thuận lợi, thuận tiện. Của khu vực bàn thờ được thiết kế âm vách với giải pháp cửa thông minh mà ở đây chúng ta có thể đẩy qua hai bên làm cho khu vực này trở nên gọn gàng khi mà có nhu cầu sử dụng của gia chủ. Nhờ cái thiết kế này thì tủ phòng thờ sẽ được liền mạch với phần kệ trang trí hai bên. Khi cái hệ này nó liền vách thì không gian trong phòng trở nên đẹp và sang trọng hơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Uyên và anh Minh ngày hôm nay. Các bạn hãy tiếp tục like, share and subscribe kênh YouTube của Minh Nguyễn Design để cùng chúng tôi đón xem các công trình tuyệt vời hơn nữa nhé.